Cùng với các trường học trên địa bàn huyện, trường tiểu học Kim Đồng, xã Gia Le đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh vào năm học mới 2023-2024. Trong năm học này, trường có 32 lớp với 902 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 82,7%. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ trong dịp hè, nhà trường đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học để có kế hoạch đề nghị mua bổ sung, sửa chữa kịp thời. Đặc biệt, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, trường được đầu tư 5,5 tỷ đồng xây dựng mới 8 phòng học. Hiện nay, công trình đang gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên và học sinh dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ và xây dựng kế hoạch năm học, đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2023-2024, thì nhà trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất của những trường, phân công cán bộ giáo viên nhân viên vệ sinh trường lớp sạch sẽ để cho học sinh có một môi trường học tập xanh sạch đẹp. Năm học 2023-2024, toàn huyện Chư Pứ có 32 trường học với 535 lớp và gần 18.519 học sinh của 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó 10 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn, trong dịp hè, ngành giáo dục huyện đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, trường lớp để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây mới và sửa chữa các phòng học bị hư hỏng xuống cấp. Cụ thể, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023, huyện đã đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng, đầu tư xây dựng mới 32 phòng học. Trong đó 10 phòng học tại trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Gia Bờ Lứ, xây dựng 8 phòng học tại trường tiểu học Kim Đồng, xã Gia Le, xây dựng 4 phòng học trường mẫu giáo 2 tháng 9 và 10 phòng học trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Gia Hờ La. Bên cạnh đó đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường được sự quan tâm của huyện đầu tư sửa chữa 12 phòng học rất là khang trang sạch đẹp, tạo cái niềm hứng khởi cho học sinh cũng như tập thể giáo viên. Đây cũng một là động lực để cho năm học này nhà trường phấn đấu đạt cái kết quả giáo dục cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành giáo phó. Song song với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý, luân chuyển tiếp nhận, xét tuyển giáo viên cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện đúng quy trình. Hiện nay, toàn ngành có 817 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên. Trong đó, giáo viên trực tiếp giảng dạy là 694 người. Đồng thời, Phòng Giáo dục huyện cũng đã thực hiện rà soát lại đội ngũ giáo viên ở các trường để tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện, cho phép hợp đồng thêm giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở đối với những trường còn thiếu, đảm bảo 100% các trường đủ giáo viên đứng lớp trong năm học mới này. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và triển khai kế hoạch năm học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên ở cả ba cấp học. Chỉ đạo cho các trường học khẩn trương tập trung học sinh để sắp xếp bàn ghế, dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Thì để chuẩn bị cho năm học mới thì cái điều quan tâm đầu tiên chúng tôi đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã đi kiểm tra tất cả các trường trên địa bàn huyện và cũng đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công một số phòng học xây mới để làm sao cho vào đầu năm mới học mới thì các trường cũng đảm bảo là đủ cái phòng học cho các em học tập. Bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ đạo cho nhà trường các trường là tu sửa nhỏ và bổ sung một số cái trang thiết bị bàn ghế và vệ sinh trường lớp và cái việc mà đặc biệt là ở các cái điểm trường sau hè thì làm sao mà được khang trang cũng sạch sẽ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo về công tác chuyên môn là chuẩn bị cho cái việc học tập bồi dưỡng chính trị hè, rồi thứ hai nữa là về bồi dưỡng giáo dục thường xuyên hàng năm thì cử cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên ở trên tỉnh do sở tổ
chức. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ giáo viên, tin tưởng rằng năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục huyện Chư Pứ sẽ gặt hái được nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học.